những thành viên xấu số của tàu Alan Austin. Đây cũng là một bí ẩn liên quan đến tam giác quỷ đáng sợ này. Năm 1881, tàu Alan Austin dài 64 mét đang trên đường từ London đến New York và tiến gần tam giác quỷ Bermuda thì phát hiện ra một con tàu không người lái đang trôi dạt phía trước. Thuyền trưởng Baker của Alan Austin yêu cầu quan sát kỹ lưỡng con tàu vô chủ này trong 2 ngày để đảm bảo đây không phải là một cái bẫy của bọn cướp biển. Sau đó, ông cùng thủy thủ đoàn của mình vào trong con tàu bị bỏ rơi và tìm được một lô hàng được đóng gói cẩn thận, nhưng không tìm thấy dấu vết của thủy thủ đoàn.